Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay lại Di Động Hưng Phúc nha. Sáng nay mình có clip cho anh em từ bận lưu bu công việc gia đình á. Chiều nay mình lên clip này giới thiệu máy cho anh em nha. Số điện thoại đặt hàng bên mình xin nhắc lại luôn 0355 356 356, có trên cái bảng nhỏ nhỏ nha anh em. Quy định mua máy thì anh em vui làm cọc trước 50.000 Viettel cho những máy dưới 1 triệu, còn những máy trên 1 triệu thì anh em vui làm cọc 100.000 Viettel. Nhắn cho mình họ tên, địa chỉ cùng với cái máy cần mua, mình sẽ ship hàng cho anh em nha. Tiền cọc thì anh em trừ vào tiền máy lúc nhận được hàng. Đó. Tất cả các máy nếu anh em mà chưa còn thẳng thì mình bao ship. Còn anh em cọc tiền thì chịu phí ship cho mình nha. Từ 35 tới 40k nha anh em. Rồi, không dài dòng nữa ha. Con máy đầu tiên hôm nay giới thiệu anh em luôn. Một con máy rẻ nha anh em, máy cỏ ha. Sony M2 cũng là một siêu phẩm ngày xưa, đình đám, nhưng mà nay nó đã rớt đầy rồi anh em. Con này là đánh giá là viền xấu nha, viền đã chắc. Lưng sau này cũng còn được này. Kính đại giác cực lực rồi. Có một hai đốm đốm trong màn hình. Đó, một hai đốm đốm phản quang. Còn chức năng cảm ứng thì yên tâm anh em, bao mượt nha. Sẽ rất là sướng luôn. Sony M2 để mình test camera thử còn chụp hình được không. Cho anh em khỏi lên tay. Con này cam dớ rồi. Con đo xeo coi. Cam xeo ok, cam trước hư nha anh em. Cái nào sao nó dậy luôn. Cam trước nó bị chê một khúc rồi. Phải hư không ta? Để mình coi coi. Không phải anh em ơi, camera này bị miếng bụi chê. Mình sẽ tháo ra vệ sinh lại cho anh em nha. Con này tháo ra vệ sinh là hết rồi. Màn sáng đẹp nha. Camera được hết á, không có vấn đề gì hết. Ok, máy ok luôn. Màn hình 4.8 nha, RAM 1 bộ nhớ 8 pin 2.3. Con này ra đi cho anh em giá 600k thôi. 600. Kèm sạc giá lực cho anh em rồi. Ok nha, một con duy nhất thôi. G4 lút màu đen, đen xám ha. Lưng tróc bên gen. Lưng tróc bên gen. Còn chức năng thì ok nha. Sườn đẹp nha, kính đẹp keng nha. G4 lút màn hình 6 inch, RAM 2/16, pin 3.3, máy VGA 2 SIM. Đánh giá ngoại hình thì cũng đẹp tầm 97 chứ không phải là quá xấu nha anh em. Chức năng thì ok nha. Chức năng ok, lỗi gì mình báo. Còn bình thường thì mình để chuẩn nha. G4 lút, G4 cộng anh em. Con này ra đi anh em giá 1.6 triệu nha, kèm sạc giăng kính nha anh em. 1.6 triệu. Tiếp theo clip là một con G7 Pro màu đen, vỏ xấu anh em. Vỏ xấu đeo đớn luôn. Đau đớn luôn anh em. G7 Pro bản Việt Nam. Con này màn thay. Màn thay màn 3C loại tốt nhất nha. G7 Pro, anh em chờ tí nó lên màn nha. Con này nó đang hết pin anh em, bấm không lên nổi ha, để mình sạc lại. Nói chung là màn thay rồi, đẹp keng, dán lực cho anh em rồi nha. Con này màn hình 5.5 inch, RAM 332, pin con này là 3.6, đó, G7 Pro. Vỏ xấu để anh em giá 1.3 triệu. 1.3 triệu kèm sạc giăng kính cho anh em nha. Chỉ 1.3 triệu thôi, quá bèo, G7 Pro. Tiếp theo là con G600 kèm một lưng cho anh em. Con này như thay màn rồi. Đúng rồi, G6 vỏ sao hơi xước xác nha. Kèm lưng cho anh em. Màn hình 5.6 nha, RAM 332, pin 3.000. Màn đã dán cực lực. Và con này xin báo đây là màn thay chứ không phải màn ring nha. Màn thay thì có giá màn thay. Phản quang một hai đốm nhẹ. Chức năng ok nha. Test wifi cho anh em coi thì đầy đủ không. Đó, wifi mạnh nha. G6 màn một hai đốm phản quang nhẹ thôi. Con này để anh em G6 1.3 triệu. Để anh em 1.3 triệu luôn, đều nghèo luôn. Ra đi nhanh gọn. Giá rẻ cho nó nhanh nha. 1.3 triệu nha anh em. Tiếp theo clip là một con 6S Ring Full đẹp 98.9, 32GB iPhone 6S, máy nguyên Ring app nha. Con đẹp được Ring app nha. Đó. 6S 32GB Full quốc tế, vân tay vân chân đầy đủ. Máy đẹp 98.9 luôn. Nguyên Ring từ A tới Á luôn. Máy sạch sẽ đàng hoàng nha, chỉ việc bỏ SIM xài reset dòng 2 thoải mái. Chức năng full. Test pin cho anh em coi như. Pin con này là hiện tại có 71 thôi nha anh em. Pin 71 nha. Pin 71, mình sẽ báo giá pin 71, anh em nào thích thay, còn không thì để xài. Giá thì máy Ring. Chức năng full cho anh em. Đó. 32GB máy Ring nguyên, tính một con 6S Ring như là cực khó anh em. Giá hàng hiếm luôn á, con này giá hàng hiếm nha. Con này để anh em giá 23. 2.3 triệu thôi. Còn nếu pin thay thì thêm 200, 2.5 triệu. Ok nha anh em. Anh em mua thì nhớ báo cho mình nha, để mình thay pin. Còn không thay pin thì giá 23 nha. Tiếp theo là một con 6S 16GB vỏ trầy xấu, không phải trầy mà chắc,
nó bị oxy hóa. 16 ghi anh em, con này cũng full quốc tế, ring luôn, bình yếu luôn, bình yếu luôn. Sao nó dạy màng ring, à, ring vỏ ring. Kính thì đẹp nhưng mà lưng thì xấu, không đẹp bằng con 32 đâu anh em. Kính đẹp và lưng thì xấu nha, con này giá bèo cho anh em luôn. Full quốc tế, màng có 1-2 chấm phản quang nhẹ. Đó, có sao nó dạy luôn cho người ơi luôn, cho nó chuẩn. Pin con này 70, đó, pin ring 70, chưa hề thay thế gì hết ha. Kính đẹp keng này, lưng thì có chóc benzen kiểu này, nó nhăm nhăm do nó reset anh em, nó ri. Con này 16 ghi, để anh em giá 1.800.000 nha, bình yếu, tính giá 1.800.000 bình yếu. Nếu mà bình thay thì thêm 2 xị nha, là 2 triệu nha. Ok, mình báo rõ ràng trong clip nha, anh em mua cứ báo cho mình nha, mấy gì nha. Tiếp theo con ri 737, bảo hàng, màu xám, xanh, xanh xám, đẹp keng 9899. Màn hình 5.5, RAM 332, pin 3.300. Đó, máy đi đẹp như clip mình quay, 98-99%. Nhìn cái máy là yêu ngay luôn anh em, bán hàng một sim nha. Máy nguyên riêng quốc tế nha, bỏ sim đi rồi xài máy bán hàng. Máy mà cực đẹp luôn, hàng riêng anh em thấy không? Quá là đẹp. Đó, wifi. Thông tin là Galaxy Wave 3, tức là con Ribay 37 anh em. Đẹp như clip mình quay nha. Con này giá để anh em là 1.830.000, 1.830.000. Máy riêng nguyên. Một con G710 bán hàng. Con này là đẹp tầm 98 thôi, lưng sau thì nguyên riêng. Còn mỹ dán tem của nó luôn. Kính lại giá ngược lực rồi, không vật xước nha. Màn hình 5.5, RAM 216. Pin con này 3.300 nha. Test sơ chức năng cho anh em xem. Máy riêng xài cực mượt nha anh em. Nói chung là xài rất là mượt, tự bấm cảm ứng là ok luôn, phù hợp cho những cô chú anh chị lớn tuổi. Xài con này là quá chuẩn luôn. G710 máy riêng nguyên, bán hàng một sim. Con này ra đi cho anh em giá 1.450.000, 1.450.000, cao hơn màn hình một tí xíu anh em. Màn hình con này cũng cực là mắc nha, mình bán xa luôn á. Oppo A37 máy thay vỏ sau, đó nó thực sự anh em nhà luôn. Màn hình 5 inch, RAM 216, pin 2420. Đó, máy thì thay vỏ sau đẹp 99% rồi. Kính mua mình sẽ dán lực cho anh em luôn, kính đẹp. Đó, màn sáng rõ ràng. RAM 216 thôi, còn cái này là Oppo A37. Anh em xài Oppo thì biết cái dòng máy này. RAM 216. Sáng đẹp, màn vỏ đẹp, vỏ thay mới. Nói chung là keng xà beng. Con này để anh em giá 1.500.000. Kèm sạc dán kính. Tiếp theo anh em là một con iPhone 6 cộng. iPhone 6 Plus anh em, màu gold. Pin 85%, 64 GB. Ring full quốc tế, bao anh em reset thoải mái. Máy vỏ ring, kính ring, màn ring. Đó. Máy ok như này nha. Wi-Fi ok luôn. Pin này. Pin 85 này. Nói chung là ok, máy này vân tay vân chân đầy đủ luôn. Ok nha, 64 GB nha anh em. Rồi ra đi nhanh cho anh em con này luôn. Full chức năng là full, kèm bóp lưng cho anh em xài cho thoải mái nha. Con này đó, nó đẹp như clip mình quay luôn. 2.500.000 nha anh em. Đẹp sạc dán kính nha, 2.500.000. Tiếp theo là một con iPhone 8 Plus, máy ring nguyên, ring áp từ A tới Á luôn. Đẹp keng xà beng 98-99% nha anh em. Chỉ có một cái đốm rất nhẹ ra thôi, còn gần như là keng xà beng luôn. Đó, anh em thấy keng xà beng không? Quá là chuẩn chỉnh đẹp. Đó, màn không hề có một xước sát đốm điếc gì hết. Con này có thể pin nhiều, 8 nút 64 GB. Chức năng thì anh em khỏi phải bàn, thực sự luôn. Test pin cho anh em 84%, mấy nguyên riêng áp nha, đặc biệt riêng áp nha, 84% pin. Đó, mấy chức năng khỏi phải bàn luôn. 8 nút đẹp keng xà beng, để anh em giá 6.600.000 nha. 6.600.000, kèm sạc và dán lực cho anh em. Samsung A750, vỏ sau xuất sắc theo 5 tháng. Sườn chắc benzen, cạo sạch luôn. RAM 464, màn hình 6 inch, pin 3.300. Màn thay mới. Đó. Màn thay mới loại tốt nhất hiện nay luôn. Cảm ơn đặc biệt không đưa lách, xài ok.
như một cái màn ring. A750 chức năng full, RAM 464, giá yêu thương 2.4 triệu, kèm sạc dán kính, giá quá bèo luôn, 2.4 triệu thôi anh em. Một con Samsung A610 bản hàng màu xám đen, à xám xanh, màn hình 5.6, RAM 332, pin 3000. Máy thì phải nói là đẹp tầm 9798 nguyên zin. 9798 nguyên zin. Kính đại giá ngự lực nha, không hề xước nha. Wi-Fi ok. Bán hàng nha anh em một xin nha. A6. Em này để anh em giá 1750, kèm sạc dán kính luôn, 1750. Tiếp theo là con Reaper Dream màu bạc, đẹp keng sạc đen luôn, thay vỏ xe mới keng rồi. Màn hình 5.5 inch, RAM 332, pin 3003. Đó, máy đẹp như clip mình quay. Mọi chức năng full. Đại giá cả lực cho anh em rồi, máy 2 SIM, báo Việt Nam. Màn hình thì 5.5 inch nha anh em. 332, pin thì 3003, chức năng không hề bị trục trặc một chức năng gì hết ha, đẹp keng luôn, chức năng full ring luôn, chỉ thay mỗi vỏ thôi, Reaper ring. Em này ra đi cho anh em giá 1650, kẹp sạc dán kính nha, 1650 nha anh em. Một con Y20 Vivo kèm cho anh em có ốp lưng đẹp luôn, ốp lưng siêu nhân mới keng luôn nha. Y20 máy ring từ A tới Á, đẹp 98-99%, màn hình 6.51, RAM 464, pin 5000. Đó, máy đẹp như này. Đó, keng sạc như này. Ring nguyên luôn nha anh em. Y20. RAM 464. Chức năng thì khỏi phải bàn nha. VIP luôn. Pin 5000, máy nhỏ gọn nhưng mà pin 5000 xài rất là sướng. RAM mà không gian lưu trữ 464. Đó, rõ ràng trên clip luôn. Thể hiện rất là rõ ràng. Ok, Y20 nha anh em. Con này ra đi cho anh em giá 2.6 triệu, kèm sạc dán kính nha, 2.6 triệu, có ốp lưng cho anh em luôn. Cái nào có thì mình báo có, không thì không nha anh em. Samsung A70 riêng nguyên. A70 riêng nguyên. Màn hình con này 6.7, RAM 6, bộ nhớ 128, pin 4.500. Máy thì đẹp, đánh giá tầm 97 lưng sau. Còn kính 99, 98.5, 98-98.5 nguyên riêng. Con này không xài thì xài con nào anh em, thực sự luôn, con này không xài thì xài con nào, quá là ok luôn. Đó, A70 riêng nguyên, đẹp 97-98, RAM 628, giá ra đi 3.8 triệu. Đó, ok nha anh em. A70 3.8 triệu nguyên riêng. Tiếp theo là con Samsung A50. Samsung A50 còn guarantee màn hình luôn anh em, còn guarantee màn hình. Con này riêng nguyên từ A tới Á, RAM 464, màn hình 6.4, pin 4000. Máy thì lưng sau có xước sát nhẹ, sườn xước nhẹ thôi, ngay đây có mốt nhẹ góc này. Đó, còn đẹp hết nha, còn rất là đẹp. A50 Samsung màn thì đã dán còn mình guarantee luôn, riêng nguyên luôn. Đó, anh em chờ tí nha, nó lên màn hình mình test cho anh em xem kỹ chức năng. Đó, anh em lên nha, A50 riêng full quốc tế luôn, bao anh em luôn, máy Việt Nam, 2 SIM. Lên nhé cho anh em nha. Đó, ok. A50 chức năng phải nói là mượt, cực mượt luôn chứ không phải mượt nữa. Ok nha anh em, A50 con này ra đi cho anh em giá 2.9 triệu nha, ra 464, 2.9 triệu nha anh em, riêng nguyên. Mình còn một con Note 10 Lite, Samsung Note 10 Lite, máy đẹp 9798, đó là khó tính, còn dễ tính là 9899 nha. Đó, lưng sau keng nha, mặt trước đã dán cực lực cho anh em chưa, chưa dán nha anh em, anh em mua mình dán nha, không hề phải sướng nha anh em. Note 10 Lite ha, Note 10 Lite riêng nguyên, keng xà beng luôn. Đó, Wi-Fi này, Note 10 Lite này. Con này RAM 8, ủa nhớ RAM 28 được anh em, RAM 80, màn hình 6.7, pin 4.5 triệu. Nói chung là xài rất là ok. Con này ra đi cho anh em giá 6.8 triệu nha, kèm sạc dán cực lực lại cho anh em luôn, 6.8 triệu, kèm sạc siêu nhanh nha, sạc 25W đúng của nó luôn thì sạc nó ok anh em. Đó, có sao mình nói vậy nha, sườn thì có nhâm nhâm nhẹ thôi,
không đáng kể, anh em mua về mua ấp lưng. Chứ là này nọ vô là ok, mình đã dán được cho anh em rồi. Con này 6.8 nha. Tiếp theo clip là mình có một con iPad E2 có ấp lưng cho anh em nha. iPad E2 máy riêng 4G, có wifi 4G đầy đủ, bỏ sim là xài nha. Máy quốc tế nha anh em, yên tâm ha, máy quốc tế. Máy quốc tế anh em reset dòng 2 thoải mái nha. Pin. Pin con này pin cũng máy mới thôi, còn phải nói là 98-99% pin mới. Đó. Con tay vân chân đầy đủ nha anh em. Nè, con tay anh em này. Đó. Máy riêng nguyên, đẹp 98-99% luôn. Đây. Có ấp lưng cho anh em luôn, anh em về khỏi phải mua ấp lưng. Đó, đẹp cỡ đó nha anh em. iPad E2 64GB quốc tế, có sim luôn là xài nha. Hoặc là không xài thì anh em xài wifi. Tính em giá 6.4 triệu nha. 6.4 triệu mình có một con duy nhất thôi. Tại vì con này lâu lâu thu được của khách nó cầm đồ á, tâm lý. 6.4 triệu. Một con duy nhất iPad E2. Rồi, clip này xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp chào cả nhà. Chúc anh em sức khỏe thành công. Nhớ bấm đăng ký kênh, bấm like video của mình nha anh em. Chào anh em, hẹn anh em clip tiếp theo.